khán giả ha. Mấy hôm nay không có ra tiệm được, hôm nay ra thấy có cái chiếc cano này Yamaha, cái này như 4.9, đang lắp được mớ rồi, chút xíu nữa đưa xuống chạy thử luôn á. Đang làm lặt vặt mấy câu lặt vặt cũng sắp xong rồi. Trở lại cái máy này, cái Kuta nha, Kuta 66, Kuta 66 ba máy ha, có độ thêm cái turbo nha. Đây cái turbo này nó có cái này là cái nhớt nè, cái đường nhớt nè, còn đây có cái đường nước giải nhiệt cổ turbo á. Cái họng của cái mấy cái bình xăng như bình kem hiên, bình này kia, mấy cái bình xăng của máy xăng người ta đổ mua đổ đó, có làm thêm cái sinh hàn giải nhiệt nhất này nữa, mua thêm cái quạt đây nữa. Cái quạt là xài bằng điện bình nha, quạt cho cái sinh hàn này mát rồi nhớt nó chảy qua cho nó mát nhất. Đi cốt thẳng nha, không có hộp số. Máy này nó có 16 ngựa nha, khoảng 16 ngựa. Giờ đương âm cái bô nước luôn, âm cái bô lường á, bô cho âm ra lường. Chờ một chút coi chạy như thế nào. Nay thì cũng có cái chiếc đây, cái máy quen thuộc đây, 3T6 68. Cái này hồi xưa hình như người ta kêu bằng văn ma đầu bạc rồi đây ha, mấy cái loại màu này nè, dòng phát điện chút xíu thử chừng dịch coi như chạy có êm không, cũng kiếm dịch khác nhưng chạy trên vỏ trọng chỉ nha, vỏ 6m3, lái là như được 1m6 cái gì. Này có lắp bộ lấy cơ nha, bộ lấy cơ đây, có sợi dây nó đẩy một bên nè, có cái ống đẩy tới đẩy lui nè. Điện vô đây hết, điện đài ống nước gì vô đây hết, giấu đây cho nó gọn. Cái ga thì ga chân nha. Cargo tươi sống, có lẽ đi hả, hạ thủy xuống nặng đấu với cái 3T6 kìa. Đây là chơi ta 66 nè nha, đấu với 3T6 cho coi nha nè. Kubota chứ quên đó, bà thầy Kubota 66 nè, độ turbo lên nè, turbo có cái họng xăng nữa nha. Đấu với 3T6 này cuốc coi. Đây đấu với 3T6 này nha. Cái này nó được từ mười mấy cho tới 20 ngựa luôn. Còn cái này nó có 16 ngựa máy nè. Thằng nào cũng ba máy mà. Yamaha mà. Thằng kia thì vỏ trọng sĩ. Đó là nó rảnh nó làm lại cái co turbo rồi đẹp ha. Đổ mấy cái co đó lên cho đỡ.
Hôm nay chạy chuyên dịch ba cánh. Hôm nay thử chuyên dịch hai cánh. Chút xíu rồi có cái cano 4 mét, cái 3T726 nó có vô không? Này thì cái 3T68 này, cái vỏ lãi kia là đặt trên cano 4 mét nha. Bây giờ thì đang chuẩn bị nghe là chuẩn bị máy quay không kịp á. Cái vỏ cây đi cần cam, vỏ đã cam hai lớp, chắc hai lớp chốt luôn, có hai lớp kéo luôn. Chợ mua đồ cái gì á. Cây đầu xám 72 vô tới nha, cano 4 mét. Có độ, hôm nay có độ đấu rồi nè. Đây, chiếc 4 mét. Mấy video trước mình cũng có quay rồi, hôm nay mình sơ lược thôi. Lấy cơ nha. Cái 3T này cũng đầu xám, 3T72. Đây bộ lấy cơ đây. Có sàn luôn. Em nghe thấy này. Cũng hơi gần, chạy vô chơi. Đang chuẩn bị hạ xuống cái chiếc 4.9. Rồi để test thử rồi. Mới rửa sơ sơ. Còn cái không cái bơm cái gì á? Có lý. Nhảy ha. Cái để chẳng ai á. Rồi để. Để này á. À? Để đẩy con lấy vô. Đẩy. Thử rồi nó thế nào. Xíu cáp kèo với chiếc 4 mét rồi. Nó chưa hạ mũi nổi rồi. Còn cắt. Cái nó còn cắt á. Dọc lên được rồi đó. À, chuẩn bị mình cáp kèo và chơi với cái chiếc này cho vui. Chơi với chiếc 4m. Này 3T72 nha. 3T72. Cái nào cũng có turbo hết. Độ turbo hết. Chiếc đằng kia thì Kuta 66 đó, cũng độ turbo. Chiếc 4m9. Đằng này thì 4m thôi. Đằng này chấp đằng kia nữa nửa thước. Cái 4.5, cái 4.9, 4 cắt. Nhưng mà trước kia nó bự hơn cái này nhiều. Bự hơn nhiều ha. Trên là 4 tắt nha. Ủa mẫu này 4.5 hả? Trời vậy rồi sớm giờ nói 4 mét xong.
thì là 4,5 m. Cái BT68 vỏ 6,3 m. Còn đây cái nón, bay nón rồi. Trời nón không khéo bay rồi. Bay cái nón. Chị chạy cho lẹ dưới sông cho gió lắm nha, bởi mình đi nó mát. Quất cái bay cái nón luôn. Hôm nay chiếc này mình nói 4 m không? Buộc nó 4,5 m. Chiếc của Dương nè, đại Dương nè. Giống không? Giống. Mà nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Bên đó thì cũng 3T72 đầu bạc. Đầu xám. Hôm nay thì 68, đầu xám luôn, đầu bạc luôn. Nó chạy được cái đường đó. À, 4,9 m đó nha. Bà tê Kuta 66 có độ turbo nha. Chiếc bà tê xám này coi, chạy ra cái đoạn thẳng thẳng kia mới được. Thẳng kia coi hai cái chiếc này thử với nhau. Chầu cà phê, một chầu cà phê chắc chạy về ăn được cái chầu cà phê để tan trên này, cà phê để sẵn đó. Đây được không? Không được. Bên chiếc mình đơn vị dính bọc. Đẳng cũng mới dính cỏ hay gì kìa. Kiều lục bình nhiều quá. Chiếc mình vỏ bọc luôn đi. Giờ vỏ bọc một tí.
3T72. Đây thì 3T68. Hai thằng cũng đồng đấy ha. Chạy tương đương. Màu trắng là 4.9, màu đỏ là 4.5. Chạy một chứ đó thưa ơi. Có thiện qua đây nè, chạy một chạy một. Một chạy một đi. Chạy một chạy một chứ đó thưa ơi. Rồi vậy thôi. Đi đó vậy. Quất. Sao lủi rồi, nhỏ lủi rồi. Bị sóng nó lủi. Chạy chứ em dễ quay. Nó
không có nhảy luôn. Ở này nó không có nhảy á. Ờ nó không có nhảy bởi vì quay nó dễ. Tiếp mà hơi nhảy nhảy rồi ngồi quay khó. Sống gì vậy? Bị sống gì vậy? Nhảy sống lại nhảy tới nha. Bên trong đang đổ ga. Chính chạy êm quá. Mẫu 49 chạy êm hơn cái mẫu 4m5. Để bán ăn lửa không? Cũng ngang ngang
nãy đề ba ăn lượt với nó không mà đề ba ăn lượt quá chưa lượt mình chưa cấp độ nữa mà hắn mất tiêu rồi. Vậy là cái kia nó vượt nhanh hơn như đề ba nó chiếc kia nó chạy lẹ hơn phải không? Nặng cái gì? Trừ chân dịch nặng á, cái này nè, ra khói lắm. Chân dịch đó hồi đó cũ quá nó thái con. Cái cụ ta 66 chân dịch nó vừa đó. Nó khói ít. Này, chắc mắc nhã chân dịch lợi quá thôi. Chân dịch chạy nặng quá nó hơi khói. Chân dịch của cái 72 nè. Dịch nhỏ, dịch cũ ngoài ha. Sao ra khối vậy? Ê, nó còn lên. Gà thấy thông thường cái mẫu 49 là chạy ngon nhất. Sống nhảy rồi. Dính sóng nhẹ là nhảy liền á. Cái 3T68 thì đương lấy thuốc về tiếp tục. Này xử lý nhãn nha. Lấy hôm nay mấy chuyến rồi. Dừng lại nước nó hít nữa làm sao. Đua lại chơi á. Đua lại chơi kìa. Chừng nãy giờ kẹt ga. Phải không? Cái chuyện kẹt ga đó. Cái tắt nè. Không hết. Thôi, sống lại. Đưa lại chơi. Chở thuốc, cẩm rồi chạy tà tà về. Thôi kẹt cái cặn nữa. Qua chạy thấy ghê lắm chứ chiếc này nè. Nhưng mà thông thường cái mẫu 49 chú thấy nó chạy giọt lắm đó. Chú cũng khoái cái mẫu 49. Video đây nha. Chúc quý khán giả luôn có cuộc sống vui vẻ ha. Làm ăn phát tài phát lộc, có tiền mà mua chạy hóng mát chơi xuống.